Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, dân ca Việt Nam đã tồn tại hàng ngàn năm trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Cái hay, cái đẹp, cái thiết tỷ của dân ca đã được nhân dân ta chất lọc hết sức kỹ lưỡng. Dân ca là những bài hát gắn bó với đời thường, gắn bó với mỗi con người, là tiếng nói của mỗi dân tộc. Những bài tồn tại đến bây giờ chính là những làn điệu sống mãi với thời gian, cả làn điệu quan họ mượt mà, câu vị dòng tha thiết sâu nặng, điều lý cách thoảng phẳng nồng, là cảm hứng để tạo nên nguồn mạch sức mạnh, sự phong phú của âm nhạc dân tộc Việt Nam, âm nhạc truyền thống được nhân dân ta sáng tạo, lưu truyền và phát huy. Chính vì vậy, đó là một trong những yếu tố cấu thành nên nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc. Âm nhạc dân gian mỗi vùng mỗi miền đều có âm hưởng riêng, bản sắc riêng, tạo thành hệ thống âm hưởng chung nhất đại diện cho dân tộc Việt Nam, không giống một dân tộc nào. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục với sự kết hợp của hai giọng ca Hoàng Phúc Thịnh và ca sĩ Thanh Lam qua hai bài hát dân ca quen thuộc của vùng quan họ Bắc Ninh, Qua cầu Giò Bay và Ra ngõ Mã Trong. Chứ về nhà